Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016. 20 tháng 12 mùa vọng năm A. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Chúa phán bảo cùng vua Asa rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Asa thưa: Tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử Chúa. Và Isaiah nói: Vậy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ngự qua chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chú địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. Chúa ngự qua chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Ai kha trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thanh của Ngài. Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hương ba phù hoa. Chúa ngự qua chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thường. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Chúa ngự qua chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Alleluia, Alleluia. Lạy chìa khóa David, Ngài mở cửa thiên quốc, xin hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm khỏi cánh ngục tù. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp Elizabeth, một bà già son trẻ, cũng mang thai được. Đức Maria thụ thai sinh con mà vẫn đồng trinh. Vì Thiên Chúa là đấng toàn năng, đối với Ngài không có gì mà không làm được. Cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa là Chúa trên tất cả các chúa, Chúa là vua trên tất cả các vua, Chúa cao trọng hơn tất cả. Thế mà nhiều lúc con đã thiếu lòng tin cậy nơi Chúa, để chạy theo các thần tượng khác, con đã cậy dựa vào của cải vật chất, con đã đặt niềm tin vào những suy tính phàm trần của trí khôn nhân loại, con đã ỷ vào sức riêng mình, vỗ ngực xưng danh là Kitô hữu. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, con còn rất nhiều mê tín dị đoan. Con đã nhiều lần kêu trách Chúa khi gặp khó khăn, thử thách. Con đã tin vào bói toán, bùa ngải hơn tin vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết nhìn lên mẹ Maria như mẫu gương đời sống đức tin. Mẹ đã đón nhận ý Chúa một cách vô điều kiện. Thưa hai tiếng xin vâng, mẹ đã hoàn toàn tín thác trong vòng tay uy quyền và đầy yêu thương của Chúa. Nói theo lời Đức Cố Giáo Hoàng Phêrô Đệ Lục, trong đức tin mẹ đã bước điều trong hy vọng. Lạy Chúa, chính đức tin là sức sống cho thời đại hôm nay. Đức tin dẫn con đi trên nẻo đường ánh sáng của Chúa. Đức tin giúp con vượt thoát được những chặng đường gian nan thử thách. Và khi sống trong niềm tin là con đang tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, Thiên Chúa làm được mọi sự. Lạy Chúa, con và gia đình con tin Chúa, nhưng xin thêm đức tin cho chúng con. Trong cuộc hành trình đức tin, xin cho chúng con luôn biết dõi theo bước chân Đức Maria, mẹ yêu dấu. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Không nhà, không cửa. Hiện nay trên thế giới có khoảng 100 triệu người không có nhà để ở. Riêng tại châu Mỹ Latin có khoảng 20 triệu trẻ em đang ngủ đầu đường xó chợ. Nhìn chung có 1 tỷ người trên thế giới không có được một nơi ở tươm tất. Trên đây là kết quả của một cuộc điều tra dựa trên những con số do các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo địa phương cung cấp. Cuộc điều tra này do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh thực hiện và ấn hành, thành lập một tập tài liệu vào dịp cuối năm quốc tế những người không nhà không cửa do Liên Hiệp Quốc khởi xướng năm 1988 vừa qua. Trong tập tài liệu này thì vấn đề nhà ở chắc chắn là một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thế giới ngày nay. Tài liệu cho thấy những kẻ không nhà là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và tố cáo những người chủ nhà chỉ vì tính toán thủ lợi mà thà bỏ nhà trống, những căn nhà hơn là hạ giá để nâng đỡ những kẻ không nhà. Chúa Giêsu đã chào đời như một con người không nhà không cửa. Ngài đến là để cho con người được sống và sống một cách sung mãn. Tiếng kêu khóc chào đời của Ngài giữa khung cảnh cùng cực của hang lừa mắng cỏ là tiếng kêu than của hàng triệu trẻ em đang bị tước đoạt quyền sống, đang bị từ chối những điều kiện cơ bản nhất để được sống như con người. Mắng cỏ mà chúng ta đang chuẩn bị ở nhà thờ hay trong gia đình phải là một nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện và tiếng van xin của không biết bao nhiêu người không nhà, không cửa xung quanh chúng ta. Hơn ai hết, người Việt Nam chúng ta đang nhìn thấy tận mắt thế nào là cảnh lang thang, đầu đường, xó chợ. Chúng ta chuẩn bị một trú ngụ cho hài nhi Giêsu. Chúng ta có nghĩ đến những người cùng khổ xung quanh chúng ta không? Chúng ta có biết rằng khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của người anh em chúng ta là chính lúc chúng ta khước từ Chúa Giêsu không? Chúng ta có biết rằng ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu cũng là ngày Giáng sinh của những con người cùng khổ nhất không? Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ không bao giờ đến trong mắng cỏ hào nhoáng của chúng ta nếu chúng ta xua đuổi những người khốn khổ xung quanh chúng ta.
bài trích sách lại xong.